lân quanh 2 tỷ đồng. Kỳ Lân xin mời quý khách đến với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình chiếc đồng hồ chính hãng mang thương hiệu Rolex. Đây là chiếc đồng hồ Rolex Dades 228345. Chiếc đồng hồ này full vàng nguyên khối AU750, từ dây đồng hồ đến nguyên full chiếc đồng hồ này, tất cả màu vàng này, tất cả từ dây đeo, tất cả những chi tiết màu vàng, từ khóa, từ vành, tất cả đều là vàng nguyên khối AU750, vàng đặc biệt của hãng Rolex, và được đính kim cương lên trên vành bezel hoặc xoàn thiên nhiên. Và full mặt đeo bên trong cũng được đính full kim cương, những viên kim cương tuyển chọn của chính hãng Rolex. Chiếc đồng hồ này có 3 kim: kim giờ, kim phút và kim giây. Một ô lịch ngày bên vị trí góc 3 giờ và vị trí thứ nằm trên vị trí góc 12 giờ. Và những cái cọc số giờ bên trong là những cọc số kim cương baguette hình chữ nhật ánh bóng và lấp lánh. Và cọc số giờ, những cọc số giờ trừ vị trí góc 3 giờ, vị trí 12 giờ ra thì tất cả những cọc số giờ còn lại này là những cọc số giờ bằng kim cương baguette. Đây là phần khóa dây để mình tháo ra và đeo vào. Đây là biểu tượng logo của Rolex chính hãng, kết hợp với chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo. Đây là chiếc nhẫn Rolex, và chiếc nhẫn này dành đeo cặp với chiếc đồng hồ này. Chiếc nhẫn này sẽ có nhiều phiên bản khác nhau, như là full vàng hồng, full vàng vàng, và mix giữa vàng trắng với vàng hồng, hoặc là mix giữa vàng trắng với vàng vàng, hoặc là full vàng trắng, thì tùy vào chiếc đồng hồ này là màu gì, vàng gì, vàng trắng, vàng hồng hay là mid demi như thế nào thì mình sẽ chọn chiếc nhẫn tương ứng với như vậy để cho tương đồng và là thành một bộ đôi. Đây là một bộ đôi combo giữa đồng hồ Rolex vàng nguyên khối và chiếc nhẫn Rolex vàng nguyên khối. Và chiếc nhẫn Rolex này cũng vậy, cũng đính một vòng kim cương xung quanh của viên kim cương chủ, còn lại tất cả là vàng nguyên khối, mà vàng nguyên khối được đính kim cương. Tất cả chiếc nhẫn này cũng là vàng nguyên khối AU750. Được chiếc nhẫn Rolex này cũng là hoàn toàn là vàng nguyên khối AU750 như là đồng hồ Rolex chính hãng hội ngoại theo chuẩn Thụy Sĩ. Và tất cả những chi tiết màu vàng này đó chính là vàng nguyên khối, và được đính kim cương hai bên thành của chiếc nhẫn và đính kim cương vòng tròn xung quanh của viên kim cương chủ. Một bộ đôi hoàn hảo. Chiếc nhẫn Rolex kết hợp với đồng hồ Rolex chính hãng thành một bộ đôi, một cặp mà không thể tách rời. Đeo một chiếc nhẫn không đã đẹp đã sang, đeo một chiếc đồng hồ không đã sang đã đẹp, nhưng kết hợp lại một chiếc nhẫn Rolex và một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng thì tạo nên giá trị gấp rất nhiều lần. Đây là Kỳ Lân, để Kỳ Lân lột hết tất cả những cái siêu đó. Sau khi Kỳ Lân tháo hết tất cả những cái bảo vệ ra thì chiếc đồng hồ này trở nên ánh bóng chiếu nhờ vào đây là vàng nguyên khối, với thiết kế giữa phần ở giữa là bóng sáng nhờ vào ánh của hội chuẩn của vàng chính hãng của đồng hồ Rolex, và kết hợp với hai bên là những cái vàng mà xứ sợi hay sự tương phản tạo nên lấp lánh. Mà khi chúng ta đeo trong cái môi trường ánh sáng, điều kiện ánh sáng khác nhau thì sự tác động khác nhau sẽ tạo sự lấp lánh và chiếu đẹp sáng bóng, cũng như là ánh của vàng khác nhau. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247.